Quý khán giả thân mến, hiện nay vẫn còn có nhiều nơi trên đất nước ta, cư dân chưa biết chữ và cũng vì thế, nhiều giáo viên đã cần mẫn chèo đò đưa con chữ, sự tử tế, tình yêu thương đến với họ. Nhiều lớp học xóa mù chữ miễn phí cũng đã được tổ chức rộng rãi. Phóng viên phụ trách chuyên mục Nét đẹp đời thường của Nóng 24 giờ vừa có dịp ghé thăm một lớp học đặc biệt nơi cửa biển Sào Lưới, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Hy vọng sau khi biết con chữ, những bà con nơi đây sẽ có một cuộc đời ấm áp, tươi sáng hơn. Đây là người lớn tuổi nhất trong lớp học, bà Nguyễn Thị Thao, năm nay đã 70 tuổi. Ngồi cạnh bà là đứa cháu cố, bà phải dắt theo để vừa học vừa trông cháu. Ở độ tuổi mắt mờ, tay run, nhưng chỉ sau 2 tháng học tập, bà Thao có thể tự viết tên mình với niềm vui vỡ òa. Cũng hồi đầu khó lắm, con cũng gắng tập á, cũng gắng tập cho viết cho được. Trời mưa trời gì cũng dái cho đừng có mưa đi, đừng đặng đi học, chứ không có bỏ. Có môn bệnh mới bỏ thôi chứ không có khi nào mà ở nhà hết chứ. Người ta nói trời ơi già vậy mà học gì cho nó kể, nó chừng nào đi biết chữ thôi. Lớp học này do chị Đào Thị Thạch An, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nguyễn Việt Khái và chị Trương Kim Lớn, Chi Hội Phó Chi Hội Phụ Nữ ấp Sào Lưới cùng lập nên. Lớp học này dành cho những người dân nơi cửa biển muốn học chữ, không ngại ngần, không sợ khó, dù thế nào cũng cố gắng đến lớp. Chỉ sau 2 tháng, hầu hết những người đến lớp học đều có thể tự đọc và viết khá tốt. Cái lớp này thì mình dạy theo đặc thù, nghĩa là 4 giờ rưỡi mình mới bắt đầu dạy. Lý do là ban ngày thì các cháu đã học rồi, 4 giờ rưỡi các cháu nó tan, thì mình mượn cái lớp người ta. Cái thứ hai nữa là ban ngày là các cô các chú đi làm hết rồi. Người ta có thể là đi làm công việc vuông, rồi lú, rồi các thứ của gia đình. Một số các anh chị thì phải làm thuê, làm mướn. Các em trẻ trẻ hồi nãy cũng phải đi lưới, đi te rồi ngoài biển. Thì chờ xong cái công việc một ngày người ta mới vô người ta học. Đó. Vậy thì khi mà vận động và học thì mình thấy cái tinh thần các cô rất là phấn chấn, cũng mừng. Khi mà các cô viết được cái tên của mình lên bảng, phải nói lúc đó mình xúc động lắm. Mình thấy mình rất là mừng. Các cô mình mừng thì mình cũng mừng.